Hôm nay Đà Lạt TV sẽ đưa các bạn đi tham quan một cái quán cà phê rất đẹp ở Đà Lạt. Và ngay bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan toàn bộ khuôn viên cũng như là cảnh quan của quán cà phê này. Mình gọi là tiệm cà phê đi. Ở ngay ở cổng tiệm thì có một cái ghi chú hơi nhỏ, đó là đường hơi dốc, các bạn đi từ từ nhé. Và đường hơi dốc cũng là một cái đặc trưng rất đặc biệt của Đà Lạt, với rất nhiều con dốc huyền thoại. Tiệm cà phê Người Thương Ơi xin kính chào các bạn. Đây là phía cổng của cà phê. Khi mà mới vào thì mình sẽ có cái bãi đậu xe. Các bạn nhìn thấy ở đây đường được lát gạch cũng rất là đẹp. Phía bên này là bãi đậu ô tô và bãi đậu xe máy ngay ở đây, rất rộng rãi và thoải mái. Không gian của quán thì ở trên một miếng đất rất là rộng, cả 1000 m². Kiến trúc đặc trưng của quán là được những căn nhà được xây dựng lên từ những cái khúc gỗ như thế này, ghép lại thành bờ tường, nhìn có cảm giác cổ kính, vừa cổ kính vừa chiêu chiêu, vừa mang phong cách rất là, mình thấy cũng hiện đại. Đây là một cái ý tưởng rất hay. Rồi, mình cũng một lần tới đây chụp hình. Nói thật với các bạn là cách đây vài hôm mình có tới đây để chụp một cái bộ ảnh cưới. Và thực sự mình đã bị thuyết phục bởi cái vẻ đẹp ở nơi đây. Thế nên là mình quyết định làm một cái video chỉnh chu hơn để cho mọi người khám phá cái cà phê này. Để biết đâu đó khi nào mà các bạn xem được video này, các bạn thấy thích cái khung cảnh này, thì mình lại rủ những người bạn bè của mình, người thân tới đây để thưởng thức cà phê và ngắm cái phong cảnh đẹp. Và đặc biệt là có rất nhiều góc để các bạn có thể chụp hình những cái bức hình rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến vào trong quán, trong tiệm cà phê Người Thương Ơi. Mình rất thích cái tên Người Thương Ơi này, nó làm cho mình có cảm giác nhẹ nhàng, yêu thương. Đây, chúng ta có là Người Thương Ơi này, có quầy order này, có bài giữ xe này. Giờ mở cửa của tiệm cà phê Người Thương Ơi là từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Cà phê được thiết kế với không gian mở. Vị trí của cà phê thì tọa lạc trên một ngọn đồi, và từ phía ngọn đồi này mình có thể nhìn thấy được bao quát khung cảnh của thành phố Đà Lạt. Địa chỉ của cà phê này là cà phê tiệm cà phê Người Thương Ơi là ở 18 đường Tô Hiệu. Các bạn có thể lên Google để tìm từ khóa tiệm cà phê Người Thương Ơi, và sau đó có Google Map thì các bạn sẽ di chuyển tới đây một cách dễ dàng hơn. Rồi, những con đường đi của cà phê thì được trải đá và có những thanh gỗ như thế này để đi cho nó khỏi bị trơn trượt. Rồi, khi mà mới bước vào thì cái căn phòng đầu tiên gần cổng á, thì là cái phòng này các bạn cũng có thể ngồi gia đình. Hay có cái máy khâu hơi cổ cổ một chút. Có một vài cuốn sách. Cái này là quả thông nha các bạn. Những quả thông này đã được làm khô và sau đó được đánh bóng hơn một chút, nhìn nó rất là đẹp. Thông ở trên Đà Lạt là một cái cây, một loài cây rất đặc trưng và rất nhiều, với rất nhiều bài hát về thông ở Đà Lạt. Và cái quả của nó là như thế này. Đây, quả thông. Các bạn có thể lên đồi và nhặt nó về thôi. Đó, hoặc là các bạn có thể mua ở những cái tiệm khi mà họ đã gia công nó một chút rồi. Bàn ghế của tiệm cà phê Người Thương Ơi thì nó có phong cách cổ cổ một chút, chiêu chiêu một chút. Ví dụ như những cái cánh cửa như này là những cánh cửa gỗ cũ được nhà thiết kế của tiệm cà phê Người Thương Ơi design nó lại.
và phối hợp với khung cảnh nó rất là hài hòa. Đây có một bộ bàn ghế gợi cho nó rất nhiều cái kỷ niệm về ngày xưa đúng không? Nhà mình ở ngoài quê ấy, thì cũng có một cái bộ bàn ghế và có một cái tủ như thế này, nhìn nó có vẻ hoài niệm. Bên này cũng là một bộ bàn ghế như vậy nữa. Đây, bộ bàn ghế mình sẽ đứng ở phía trong mà quay ra cho các bạn xem. Có rất nhiều góc để cho các bạn có thể ngồi để uống cà phê. Các bạn muốn góc yên tĩnh thì các bạn ngồi ở trong này. Rồi, ngay phía bên này là cái quầy order của tiệm cà phê Người Thương Ơi. Đây cũng là một góc mà các bạn có thể ngồi mà chụp hình, lên hình nó có cái khung hình rất là đẹp này. Bên này là một cây hoa giấy, nó chưa nở hoa nhưng mà ít hôm nếu mà nó nở hoa thì rất là đẹp. Trên này là những cái bắp ngô Người Thương Ơi, mình rất thích cái tên này nhé, Người Thương Ơi. Rồi tiệm order mình sẽ lướt qua cái menu để cho các bạn hình dung ha. À, phía bên này thì cũng có thêm một căn phòng nữa để các bạn có thể ngồi uống cà phê hoặc là chụp hình. Ở đây có những cái bông hoa làm bằng giấy như thế này. Bức tường thì được ốp gỗ, những cái màu nhẹ nhàng, ấm, có cảm giác rất là ấm. Có một cái tivi cổ, tivi chỉ để trưng bày thôi, không xem được nữa. Bây giờ mình sẽ tới cái phần mà mình rất là thích ở cái quán này, đó là cái không gian ở phía ngoài giữa cái quán. Có một cái hồ cá như thế này, hồ cá cảnh. Phía giữa thì có một cái cây cầu bằng gỗ này. Mùa này ấy thì là tháng 9 tại Đà Lạt, thì hoa cúc họa mi này do mưa nhiều quá cho nên là nó chưa có nở hoa được nhiều. À, nếu mà các bạn đi vào những cái mùa mà nắng á, hay là mùa xuân á, thì cúc họa mi này nó nở hoa rất là đẹp. À, tuy mùa này chưa có cúc họa mi nhưng mà ở đây á, có một cái vườn hoa thạch thảo màu trắng. Bạn có thể nhìn thấy ở phía trước kia, hoa rất là đẹp luôn. Phải nói là lên hình thì là lung linh luôn. Phía bên này của quán thì có thêm một cái căn, có một căn để rất nhiều bàn ghế để các bạn có thể ngồi và uống cà phê. À, sẽ đi vào căn bên này, căn bên này luôn, xong rồi mình quay ra cái sân ha. Đây, có một cái bảng chữ Hàn Quốc, mình không biết chữ Hàn Quốc, mình nghĩ là chữ Hàn Quốc không phải chữ Nhật đâu, chữ Nhật nhìn chắc nó hơi khác một chút. Đây, hôm trước mình có chụp hình cưới ở đây nè các bạn nè. Đấy, quả thông nè, có một cái bình cắm hoa màu trắng nè, những cái cây, cây này là giống như cây khoai môn vậy á, nhưng mà ở đây nó to khủng khiếp. Khoai môn bình thường mình thấy nó nhỏ, mà ở đây sao không biết là cái giống này là giống gì mà sao nó to thế. Trồng ở trong nhà nó lên rất là xanh tươi lên nè, dợp mát luôn. Rồi. À, hoa này là hoa giả các bạn ạ. Quay ở xa thì nhìn nó như thật đấy, nhưng mà lại gần nó thì nó là hoa giả. Nhưng mà nhìn đẹp hết.
Cái góc này là góc để chụp hình. Ở đây có những cái bàn thiết kế rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Những cái bàn cũ này. Đó. Mình nghĩ chắc tuổi đời nó cũng nhiều ấy, không ít đâu. Rồi những cái ghế này chắc phải tầm mười mấy 20 năm rồi ấy. Ở phía trong nhà này luôn á thì tiệm cà phê có trồng những cái cây hồng, hoa hồng leo như thế này. Hoa hồng leo như thế này để sau này á, khi mà nó phát triển nó sẽ leo ra những cái dàn ở đây và nó bắt đầu nở hoa. Rồi các bạn nhìn này, cái thân của nó mập chưa này. Những bộ bàn ghế hướng ra ngoài sân để mình vừa ngồi, mình vừa ngắm khung cảnh ở phía ngoài. Đó. Đây là góc nhìn khi mà mình ngồi ở cái bộ bàn ghế này nha các bạn. Đó, mình ngồi cái bộ bàn ghế ở trong nhà mình nhìn ra này. Phía xa xa là có một cái người thương ơi. Một cái logo. Thôi, đến Tết á, hoa anh đào sẽ nở rực trời và đó sẽ là một cái không gian làm cho Đà Lạt trở nên rực rỡ hơn. Các bạn có biết cây hoa này là hoa gì không ạ? Rất đẹp luôn, mình sẽ quay kỹ. Nếu mà ai biết á thì sẽ comment lại nhé. Mình sẽ để lại một cái phần câu hỏi cho các bạn khi mà theo dõi video này. Đây. Nào, các bạn nhớ chưa? Cây này gợi nhớ về tuổi thơ của rất nhiều người, rất nhiều bạn trẻ. Rồi, Đà Lạt nắng rồi. Hiện tại khi mà mình quay cái video này á, thì đang là 12 giờ trưa đấy. 12 giờ trưa ở Đà Lạt. Mấy hôm nay thì trời mưa, hôm nay có nắng đẹp. Ôi, có một bộ hàng ghế ở đây. Mục đích của cái bộ hàng ghế này các bạn biết là gì không? Vào những cái dịp đặc biệt của quán ấy, hay là những cái dịp nhất định nào đấy ấy, thì sẽ có những cái buổi có những cái buổi hòa nhạc ở đây, cái buổi hát nhạc chill chill ở đây. Thì những cái bộ bàn ghế này á, đó, sẽ cho khán giả ngồi. Phía trên kia là sân khấu và đèn. Buổi tối lên đèn, ở dưới thành phố lên đèn nữa. Ui, cái khung cảnh nó đẹp, lung linh các bạn ạ. Rồi, mình sẽ đi sang cái góc cà phê người thương, cái điểm cánh cửa. Giống như là nếu mà mình chụp hình với người yêu ở đây á, thì nó rất là ý nghĩa đúng không các bạn? Người thương ơi, giống như là mình chụp hình những cái bộ ảnh để mình lưu giữ lại cái kỷ niệm tình yêu đôi lứa. Rồi, sẽ đưa các bạn lên cái sân khấu này để các bạn đứng trên sân khấu và nhìn ngắm khung cảnh này. Rất đẹp phải không các bạn? Gió mát. Mặc dù là Đà Lạt đang nắng như này thôi, nhưng mà các bạn đứng dưới nắng thì các bạn cũng không cảm thấy là nó nắng rát lắm đâu. Tại vì nhiệt độ ở Đà Lạt thì nó cứ loanh quanh 20 độ C. Nắng thì nó lên hai mấy độ. Thì nó cũng không phải là nắng gắt, không cháy da cháy thịt. Đây là những cái bộ bàn ghế mà các bạn có thể ngồi đây để mà nhìn ngắm thành phố. Bộ bàn ghế bằng gỗ. Và phía trên này thì có những cái hoa dây leo. Và sau này khi mà nó leo kín, nó phủ kín chỗ này, nó bắt đầu nở hoa. Nó ngồi ở dưới đây là mình cũng cảm thấy rất là mát mẻ rồi. Rồi ở đây có cái hoa cúc vàng thân gỗ này.
Hiện tại cái hoa cúc vàng thân gỗ này thì nó nở hoa quanh năm ấy. Nó cứ lứa hoa này tàn đi thì lại có lứa hoa khác nó nở. Đây các bạn nhìn thấy này. Những bông hoa tàn thì lại có thêm những bông hoa, những cái nụ nó được sinh ra. À, bật mí với các bạn luôn là trên Đà Lạt là sắp đến mùa hoa giả quỳ rồi nha. Thì còn tầm một tháng đến một tháng hơn nữa thôi là hoa giả quỳ nó nở rộ à. Lúc đó thì thôi rồi. Đó thì phải nói là đẹp thôi rồi luôn. À, các bạn trẻ đặt lịch để ví dụ như là cầu hôn, set up một cái sân khấu, một cái trình duyệt cầu hôn hay là tổ chức một cái lễ cưới theo kiểu là chiêu chiêu đó, tân hôn hay là vu quy thì sân khấu sẽ là ở đây. Sân khấu ở đây các bạn sẽ book đặt đặt lịch và mình sẽ thuê cái không gian ở sân này. Sau đó mình sẽ bắt đầu trang trí theo kiểu là đám cưới hay là cầu hôn gì đó. Rồi mình sẽ có đặt, ví dụ như mình đặt tiệc buffet chẳng hạn. Đặt tiệc buffet ấy thì cái khu vực ăn uống sẽ là cái khu vực ở bên này. Đó. Theo như chia sẻ của anh quản lý thì khu bên này thì mình cũng thể ngồi ăn uống tiệc buffet được vài chục người. 50 người, 100 người. Đó. Một cái gợi ý để mà tổ chức tiệc cưới rất là tuyệt vời cho những bạn trẻ yêu cái sự lãng mạn, yêu cái không gian chill chill nha. Rồi tới đây thì video cũng đã khá dài rồi, cho nên là mình sẽ xin phép dừng cái video này lại để hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo. Đà Lạt TV sẽ luôn luôn cập nhật những cái thông tin về Đà Lạt, cảnh đẹp, địa điểm du lịch, ăn uống và rất nhiều điều thú vị xoay quanh Đà Lạt. Các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh để mình có động lực phát triển kênh, mang đến cho các bạn những hình ảnh đẹp về Đà Lạt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.